Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tiến sĩ Trần Du Lịch, điểm nghẽn lớn nhất của bất động sản là thể chế và hấp thụ vốn. Đồng Nai thu hồi 27 hectare đất xây khu tái định cư đầu tiên của dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Thao túng trong bất động sản rất tinh vi, dùng giá dự án này kích cho dự án khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội bỏ việc bắt buộc mua bán bất động sản qua sàn. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết, kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Tiến sĩ Trần Du Lịch, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia cho rằng, các điểm nghẽn lớn của bất động sản là thể chế và hấp thụ vốn. Trong đó, điểm nghẽn thể chế đang được tháo gỡ, còn điểm nghẽn hấp thụ vốn thì vẫn đang gặp khó khăn. Ông Lịch khẳng định, thị trường bất động sản và thị trường tài chính tuy hai mà một, liên thông với nhau, hai mặt của một vấn đề. Vậy nên doanh nghiệp phải biết dị bất biến, ứng vạn biến, tức lấy cái không thay đổi ứng phó với cái thay đổi. Vị chuyên gia này cho hay, hiện nay mọi lĩnh vực đều đang có dấu hiệu trở lại, riêng lĩnh vực bất động sản đi từ âm nhiều đến âm ít. Ông Lịch nói, năm 2024, kinh tế sẽ tốt hơn năm 2023 và khả năng gãy đổ đối với thị trường bất động sản thì không, nhưng để tạo được một sự sôi động như năm 2019 thì khó. Theo Bộ Xây dựng, thời gian vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài chính đã và đang tiếp tục theo dõi việc công bố thông tin của doanh nghiệp, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp có trái phiếu đến hạn lớn trong năm 2023, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại, hạn chế của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Hồi ngày 19 tháng 7 năm 2023, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ khai trương và đưa vào vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, HNX. Đây là một tín hiệu rất tích cực để khơi thông dòng vốn cho các doanh nghiệp. Thị trường hiện nay có 455 mã trái phiếu niêm yết. Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, doanh nghiệp bất động sản chiếm 46% giá trị phát hành, 56,9 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp chủ yếu là tổ chức trong nước, 92%. Nhà đầu tư cá nhân chiếm tỷ trọng thấp, 5,18%. Trong đó, quy mô giao dịch bình quân tháng 9 đạt 6,4 nghìn tỷ đồng trên phiên, tăng 10% so với tháng trước. Bình quân 9 tháng đạt 5,8 nghìn tỷ đồng trên phiên, giảm 24,1% so với bình quân năm 2022. Lũy kế đến ngày 31 tháng 8 năm 2023, có 17 đợt phát hành công chúng trị giá 16.476 tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng giá trị phát hành, và 101 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 115.882 tỷ đồng, chiếm 87,6% tổng số. Trong đó, nhóm bất động sản với 46.765 tỷ đồng, chiếm 35,3%. Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, để tiếp tục phát triển thị trường phù hợp với mức độ phát triển của nền kinh tế, tiếp cận với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế, trong thời gian tới, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan cần tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách, tổ chức thị trường hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát nhằm chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu, bảo đảm tính công khai, minh bạch cho thị trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định về việc thu hồi đất do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai sử dụng tại xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai để triển khai dự án khu tái định cư Long Đức. Đây là khu tái định cư đầu tiên khởi động phục vụ người dân di dời thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ba khu tái định cư còn lại của tuyến cao tốc này đến nay vẫn chưa triển khai. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, diện tích đất sẽ thu hồi gần 27 hectare thuộc một phần tờ bản đồ địa chính số 5 xã Long Đức, huyện Long Thành. Khu tái định cư Long Đức khi hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở cho gần 3.400 người, tương đương với khoảng 843 hộ dân. Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2023, có tổng chiều dài toàn tuyến là 53,7 km, đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 34 km, qua Bà Rịa - Vũng Tàu là 19,7 km. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 dài 16 km, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai lập cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 2 dài 18,2 km của tỉnh Đồng Nai do Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan chủ quản. Và dự án thành phần 3 dài 19,5 km do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản. Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án trên địa bàn Đồng Nai hiện đang chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân lớn nhất đó là do chậm trễ bàn giao mặt bằng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, diện tích thu hồi hai dự án thành phần 1 và 2 đoạn qua địa bàn tỉnh là 289,22 hectare với khoảng 3.463 hộ dân bị ảnh hưởng. Tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2023,
dự án thành phần 1 đã kiểm đếm được 80,32 ha trên 137,6 ha, đạt 58,37% diện tích thu hồi. Dự án thành phần 2 đã kiểm đếm được 79,62 ha trên 151,58 ha, đạt 52,53% diện tích thu hồi. Góp ý vào dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai góp ý về sự liên quan của dự án luật này với luật nhà ở. Tại luật nhà ở, điều 57 quy định về phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, việc bán, cho thuê, mua các loại nhà được quy định trong luật này hoặc luật kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, trong dự án luật kinh doanh bất động sản không đề cập đến nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ cho cá nhân, chung cư mini. Đại biểu cho rằng, việc cho thuê hoặc kinh doanh cũng cần điều chỉnh trong dự án luật này. Ngoài ra, đại biểu An đề nghị làm rõ hành vi cấm, thao túng, làm giá đối với thị trường bất động sản. Hành vi thao túng trong thị trường bất động sản nguy hiểm không kém gì hành vi thao túng trong thị trường chứng khoán. Hiện nay, thao túng trong thị trường kinh doanh bất động sản rất tinh vi, tình trạng bong bóng giá trên trời so với thực tế. Đại biểu Trịnh Xuân An phát biểu, ông An cũng chỉ rõ, việc thao túng thị trường bất động sản không chỉ thông qua việc đấu thầu bỏ giá cao, bỏ cọc mà còn dùng dự án này để kích giá cho dự án khác và tăng mặt bằng giá lên rất cao. Nếu không xử lý vấn đề này triệt để thì sẽ tạo thành bong bóng. Vì vậy, cần quy định hành vi cấm thao túng giá trong thị trường bất động sản. Đại biểu Trình Lâm Sinh, đoàn An Giang đề nghị ban soạn thảo bổ sung thêm quy định về hành vi thao túng làm nhiễu loạn thị trường bất động sản, quy định rõ các dấu hiệu của việc thao túng làm nhiễu loạn thị trường bất động sản. Trong thời gian qua, hành vi thao túng đã gây bất ổn định cho thị trường bất động sản và làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đại biểu Sinh phát biểu. Theo đại biểu, quy định tại điểm A khoảng 2 điều 9 về điều kiện để kinh doanh bất động sản còn chung chung để thống nhất với các quy định của Bộ luật Hình sự, luật xử lý vi phạm hành chính, đồng thời đảm bảo đầy đủ điều kiện, tránh trường hợp bỏ sót nhiều tổ chức không đủ điều kiện nhưng vẫn tham gia kinh doanh bất động sản. Đại biểu Đoàn An Giang đề nghị ban soạn thảo cân nhắc điều chỉnh, bổ sung như sau: không trong thời gian đang bị cấm kinh doanh, đang bị cấm huy động vốn hoặc đã chấp hành xong án phạt nhưng chưa được xóa án tích về tội phạm trong hoạt động hoặc có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản hoặc đang bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trong hoạt động hoặc có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản. Tham gia ý kiến về dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Hữu Thông, đoàn Bình Thuận đề nghị bổ sung quy định cấm hành vi thao túng làm nhiễu loạn thị trường bất động sản, trong đó có việc cấu kết trong đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá nhằm thổi giá đất ở các khu vực xung quanh. Theo đại biểu, trên thực tế thời gian qua, hành vi này diễn ra phổ biến, làm giá đất tăng cao, người dân thật sự có nhu cầu về nhà ở bất động sản không thể mua đất và xây dựng nhà ở. Sáng nay, 31 tháng 10, tại Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã đọc báo cáo thẩm tra về dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Theo đó, sau khi tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Kinh tế đề nghị Bộ Xây dựng, Chính phủ bổ sung quy định tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản, bỏ quy định về các giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản tại chương 7 dự thảo luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung khoản 7 điều 8 dự thảo luật về chính sách của nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản. Theo đó, nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng, cho thuê mua, cho thuê nhà ở, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất thông qua tài sản giao dịch bất động sản. Theo Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh, các ý kiến đại biểu Quốc hội đều thống nhất khẳng định việc bắt buộc giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản sẽ dễ dẫn đến nguy cơ lợi dụng quy định của pháp luật. Đại diện Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khẳng định, thực tiễn tổng kết thi hành luật kinh doanh bất động sản năm 2014 cho thấy các sàn giao dịch bất động sản hiện nay chưa đủ khả năng để đảm bảo tính an toàn pháp lý của giao dịch, đã xuất hiện nhiều trường hợp sàn giao dịch bất động sản có hành vi làm nhiễu loạn thị trường. Việc bắt buộc giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản sẽ dẫn đến nguy cơ lợi dụng quy định của pháp luật, không bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, an toàn, bền vững, ông Thanh nhấn mạnh. Tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản, tại điều 5, chương 7, Bộ Xây dựng cho biết các nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, trong đó yêu cầu kiểm tra tính pháp lý và điều kiện đối với các bất động sản đưa vào giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản, thực hiện niêm yết công khai thông tin bất động sản đủ điều kiện giao dịch theo quy định của luật này. Quy định các giao dịch nhà đất phải thông qua sàn từng được nêu tại luật kinh doanh bất động sản 2006 nhưng sau đó được bỏ khi sửa luật vào năm 2014 và áp dụng đến nay. Trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, dự thảo luật sửa đổi, Chính phủ đề xuất áp dụng trở lại điều kiện bán bất động sản hình thành trong tương lai bắt buộc phải qua sàn giao dịch. Tuy nhiên, quy định này sau đó nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các đại biểu Quốc hội và đa số cho rằng không nên bắt buộc, chỉ khuyến khích. Liên quan đến nguyên tắc kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, điều 23 tại dự thảo luật, Ủy ban Kinh tế cho biết hiện một số ý kiến nhất trí
về sự cần thiết quy định về đặt cọc, thời điểm nhận đặt cọc, số tiền đặt cọc tại dự thảo luật. Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định đặt cọc để đảm bảo giao kết hợp đồng trước thời điểm nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh. Trong khi đó, một số ý kiến nhất trí chỉ cho nhận đặt cọc khi nhà ở, công trình xây dựng có đủ điều kiện đưa vào kinh doanh và đã thực hiện giao dịch theo quy định. Trên cơ sở ý kiến của Chính phủ, các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, các đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất hai phương án như sau. Phương án 1, chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc từ khách hàng khi nhà ở, công trình xây dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh và đã thực hiện giao dịch theo đúng quy định của luật này. Phương án này ít rủi ro hơn đối với khách hàng bên yếu thế trong giao dịch bất động sản do việc đặt cọc chỉ được thực hiện khi bất động sản đã đủ điều kiện kinh doanh và hai bên đã chính thức ký kết hợp đồng, hạn chế phát sinh tranh chấp. Tuy nhiên, hạn chế của phương án này là chủ đầu tư không có cơ hội nhận đặt cọc để đảm bảo ký kết hợp đồng với những khách hàng tiềm năng. Việc nhận đặt cọc từ những khách hàng đã ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai không phải là đặt cọc bảo đảm ký kết hợp đồng mà là đặt cọc bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điều 328 Bộ luật dân sự, không còn quá nhiều ý nghĩa của đặt cọc do trong hợp đồng đã có quy định về việc thu tiền thanh toán giá trị hợp đồng theo tiến độ và điều khoản phạt nếu các bên không thực hiện đúng nghĩa vụ. Phương án 2 là chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc theo thỏa thuận với khách hàng khi dự án có thiết kế cơ sở được cơ quan nhà nước thẩm định và chủ đầu tư có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 điều 24 của luật này. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, số tiền đặt cọc tối đa theo quy định của Chính phủ nhưng không vượt quá 10% giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ, từng loại hình bất động sản. Theo chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, phương án này giúp chủ đầu tư được ký kết hợp đồng đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết với khách hàng tiềm năng trước thời điểm bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Tuy nhiên, hạn chế của phương án này là công trình chưa được khởi công xây dựng dẫn đến khách hàng phải chịu rủi ro. Trường hợp chủ đầu tư thực hiện các bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, xin cấp giấy phép xây dựng và thực hiện xây dựng kéo dài hơn cam kết thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, có thể phát sinh tranh chấp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ bổ sung nội dung đánh giá tác động đối với phương án. Thời gian tới, Cà phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.